Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, bài giảng sinh học 8. Đây là sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu. Vậy thì hệ tuần hoàn máu sẽ gồm những thành phần nào? Sự lưu thông của máu và bạch huyết trong vòng tuần hoàn như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài số 16. Bài số 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. Ở bài này sẽ gồm có hai phần, phần 1 la mã là tuần hoàn máu và 2 la mã lưu thông bạch huyết. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trước phần 1 la mã tuần hoàn máu. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu vòng tuần hoàn máu. Rồi, bây giờ các em sẽ quan sát cho cô sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu và cho cô biết các thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu bao gồm những thành phần nào. Rồi bây giờ các em sẽ nhìn cái sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu và cùng trả lời câu hỏi với cô ha. Đầu tiên các em nhìn cho cô hình quả tim, thì chúng ta thấy là quả tim của chúng ta gồm có tất cả là 4 ngăn, 2 tâm nhĩ ở phía trên trái và phải, 2 tâm thất ở bên dưới trái và phải. Xung quanh quả tim là các mạch máu nối giữa tim với lại các cơ quan bộ phận của cơ thể, tạo thành hai vòng tuần hoàn. Là vòng tuần hoàn nhỏ, là vòng tuần hoàn chia ra hai bên trái và bên phải đi đến hai lá phổi, và vòng tuần hoàn lớn là vòng tuần hoàn đi lên ở phía trên và phía dưới của cơ thể. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng tuần hoàn nhỏ. Giờ các em sẽ quan sát, đây là sơ đồ vòng tuần hoàn nhỏ. Chúng ta xác định cho cô đường đi của máu qua vòng tuần hoàn nhỏ. Rồi bây giờ các em sẽ quan sát đường máu đi ở trong vòng tuần hoàn nhỏ. Đầu tiên là máu ở tâm thất phải. Máu tâm thất phải là máu đỏ thẫm. Máu sẽ theo động mạch phổi đi đến hai lá phổi. Tại mao mạch phổi ở hai lá phổi sẽ diễn ra sự trao đổi khí. Máu sẽ nhả khí CO2 và đồng thời nhận lại khí O2 thì máu sẽ hóa thành màu đỏ tươi và theo tĩnh mạch phổi trở về đổ vào tâm nhĩ trái. Tiếp tục chúng ta sẽ qua vòng tuần hoàn lớn. Các em cũng quan sát cho cô sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và xác định đường đi của máu qua vòng tuần hoàn lớn. Rồi bây giờ các em sẽ quan sát đường đi của máu qua vòng tuần hoàn lớn ha. Vòng tuần hoàn lớn sẽ bắt đầu từ tâm thất trái chứa máu đỏ tươi. Máu đỏ tươi từ tâm thất trái sẽ đi qua động mạch chủ và chia làm hai đường. Một đường là theo động mạch chủ trên đi lên các cơ quan phía trên. Một đường là theo động mạch chủ dưới đi xuống các cơ quan bên dưới để đến các tế bào của các cơ quan bộ phận của cơ thể. Tại các tế bào sẽ diễn ra sự trao đổi chất. Máu sẽ cung cấp cho các tế bào chất dinh dưỡng và khí oxy, đồng thời nhận lại chất thải và khí carbonic. Và lúc này máu sẽ chuyển thành màu đỏ thẫm. Thì máu đỏ thẫm sẽ theo tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới đi trở về tâm nhĩ phải. Vậy thì hệ tuần hoàn máu sẽ có vai trò gì? Các em sẽ thấy ha, vòng tuần hoàn nhỏ sẽ dẫn máu qua phổi và giúp máu trao đổi khí oxy và khí carbonic. Còn vòng tuần hoàn lớn sẽ dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất. Rồi bây giờ các em sẽ ghi cho cô những thông tin về phần 1 la mã tuần hoàn máu vào tập nha. Tiếp tục chúng ta qua phần 2 la mã lưu thông bạch huyết. Các em quan sát cho cô hình 16.2 sơ đồ cấu tạo hệ bạch huyết. Cho cô biết hệ bạch huyết được chia thành mấy phân hệ.
Các em nhìn hình, các em cũng sẽ thấy là hệ bạch huyết được chia thành hai phân hệ. Phân hệ nhỏ nằm ở góc trên bên phải của cơ thể, cái phần màu tối tối ha, nó là phân hệ nhỏ, và phân hệ lớn là phần còn lại của cơ thể. Đồng thời mình sẽ thấy là trên hệ bạch huyết thì nó sẽ gồm có ống bạch huyết nè, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết và các mao mạch bạch huyết. Các em sẽ nhìn lên trên hình, ở trên là hình hạch bạch huyết và mao mạch bạch huyết. Ở dưới thì thành phần của bạch huyết chủ yếu sẽ là các cái tế bào bạch cầu lympho. Vậy thì em hãy mô tả đường đi của bạch huyết trong mỗi phân hệ. Thì các cái bạch huyết nó sẽ di chuyển như sau. Đầu tiên là từ mao bạch mạch huyết ha, nó sẽ qua cái mạch bạch huyết, rồi nó tiếp tục qua hạch bạch huyết, trở về mạch bạch huyết, qua ống bạch huyết và cuối cùng đổ vào trong tĩnh mạch của hệ tuần hoàn máu đỏ. Vậy thì hệ bạch huyết sẽ có vai trò gì? Hệ bạch huyết sẽ cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể nhờ có hệ thống bạch cầu. Các em ghi các thông tin về hệ bạch huyết vào trong tập cho cô nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời những cái câu hỏi để ôn lại những kiến thức mà chúng ta vừa học. Câu hỏi đầu tiên, hệ tuần hoàn gồm câu A, câu B, câu C và câu D. Theo các em thì câu nào đúng? Đáp án đó là câu C, tim và hệ mạch. Câu hỏi số 2, chức năng của tuần hoàn máu là gì? Câu trả lời đúng là câu chính là câu D, vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến tế bào, đồng thời vận chuyển chất thải và CO2 đến cơ quan bài tiết. Câu số 3, tại sao máu từ phổi về tim đỏ tươi, còn máu từ tế bào về tim thì lại có màu đỏ thẫm? Câu trả lời đó là câu B, máu từ phổi về tim thì có nhiều khí oxy, mà khí oxy kết hợp với hemoglobin chúng ta đã học ở bài 13 rồi ha, là sẽ có màu đỏ tươi. Còn máu từ tế bào về tim thì mang nhiều khí CO2 kết hợp với hemoglobin, nó sẽ có màu đỏ thẫm. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các em các bệnh thường gặp về có liên quan đến máu. Thứ nhất là bệnh đột quỵ nè, bệnh võng mạc do tăng huyết áp, các biến chứng của tăng huyết áp nè, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim, bệnh thận giai đoạn cuối, xơ vữa động mạch chi, vân vân. Và 80% các hiện tượng đột quỵ hiện nay là do tắc mạch, chủ yếu là do cục máu đông hoặc là do xơ vữa động mạch làm hẹp lòng mạch. Thì cái bệnh xơ vữa động mạch này cô đã giới thiệu ở bài trước. Cái mảng xơ vữa động mạch á là do cái cholesterol gây ra ha. Thì ta sẽ thấy là mảng xơ vữa này có thể làm tắc nghẽn cái lòng động mạch vành, và động mạch vành là cái động mạch để nuôi dưỡng quả tim, thì nó sẽ không có cung cấp máu và oxy cho tim, và mình sẽ bị cái nguy cơ gọi là nhồi máu cơ tim, làm cho tim bị tổn thương, gây nhồi máu cơ tim sẽ dẫn đến đột quỵ. Động mạch ở trên là động mạch bình thường nè, và động mạch ở dưới là động mạch bị xơ vữa thì nó sẽ bị hẹp lại ha. Vậy thì nguyên nhân chủ yếu là do cái thói quen hút thuốc nè, uống rượu bia ha, rồi thói quen ăn nhiều mỡ nè, và ngồi một chỗ không có vận động nhiều. Vậy thì để phòng ngừa chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là chúng ta phải ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh, hạn chế mỡ béo và uống nhiều nước. Đồng thời chúng ta phải vận động, tập thể dục thể thao để loại bỏ những cái yếu tố mỡ thừa và giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.